Sáng nay, ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã chào đón hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc tại Busan. Ba ngoại trưởng đã tiến hành các cuộc gặp song phương riêng rẽ trước khi bước vào cuộc họp ba bên quan trọng. Tại các cuộc gặp song phương, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa hy vọng hai nước sẽ tổ chức các cuộc đối thoại về an ninh trong tương lai gần. Hai bên cũng cần duy trì sự liên lạc chặt chẽ liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Phía Nhật Bản đề nghị Trung Quốc xem xét lại lệnh cấm các mặt hàng hải sản của nước này liên quan đến vấn đề xả nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Sau các cuộc gặp song phương, Ngoại trưởng ba nước bước vào cuộc họp đầu tiên sau 4 năm để thảo luận về các vấn đề liên quan đến cơ chế tham vấn ba bên và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo ba nước được kỳ vọng diễn ra trong năm nay. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hội nghị thượng đỉnh hàng năm giữa ba nước Đông Bắc Á bắt đầu từ năm 2008 để thúc đẩy sự hợp tác khu vực nhưng hội nghị thường niên này đã bị cản trở bởi những mâu thuẫn song phương và đại dịch Covid-19. Cuộc gặp thượng đỉnh đang được kỳ vọng này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản đang chứng kiến mối quan hệ song phương được cải thiện một cách rõ rệt và hai nước cùng tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại nhiều lần cảnh báo rằng mối quan hệ Mỹ Nhật Hàn có thể làm gia tăng căng thẳng và đối đầu trong khu vực. Cuộc gặp giữa ba ngoại trưởng hôm nay cũng diễn ra không lâu sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo. Đây là vấn đề vốn được cả ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc cường lực lên án động thái của Triều Tiên, cho rằng vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, thì Trung Quốc lại cho rằng các bên cần chú trọng giải quyết tận gốc vấn đề, đảm bảo lợi ích của tất cả các bên, bao gồm cả Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết. Trung Quốc đã chú ý đến thông báo phóng vệ tinh của phía Triều Tiên cũng như phản ứng của các bên liên quan. Diễn biến tình hình trên bán đảo Triều Tiên cho đến ngày nay là có nguyên nhân rõ ràng, duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy tiến trình giải quyết chính trị vấn đề bán đảo là vì lợi ích chung của tất cả các nước trong khu vực. Chúng tôi mong muốn các bên liên quan giữ bình tĩnh, kiềm chế, tuân thủ đường lối chung giải quyết chính trị, thực hiện theo đường lối kép và nguyên tắc phát triển theo từng giai đoạn và đồng bộ, tham gia đối thoại có ý nghĩa và cân bằng những mối quan tâm hợp lý của mỗi bên. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề bán đảo. Bất chấp những khác biệt trong nhiều vấn đề, các nước đã tìm cách thu hẹp sự khác biệt để thúc đẩy sự hợp tác vì lợi ích chung và sự ổn định an ninh.